Xin chào tất cả quý vị khán giả, tôi tên là Nguyễn Thị Huỳnh Trâm, số báo danh 16. Hiện tại tôi đang làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trâm tại Thủ Dầu Một, Bình Dương, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng và trang trí nội thất. Điều tôi tâm đắc nhất tới cuộc thi này đó chính là tinh thần hướng tới vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng và kín đáo. Tôi hy vọng rằng tất cả các thí sinh đều nhận được nhiều sự hỗ trợ và cổ vũ từ tất cả mọi người để hoàn thành tốt cuộc thi của mình. Xin cảm ơn.